Rồi trong SQLite quản lý này thì việc đầu tiên mình cũng tạo cái class giống như nãy thôi. Có hai cái phương thức. Rồi SQLite. Understand SQLite open helper. Đây nha. Để dùng SQLite. Thì đã dùng vào nó có lỗi ha, cần thêm cái phương thức là on train cho nó. Thì nhấn on enter, chọn implement method. Mình thêm nó cả hai, on train, off train. Sau thêm xong nó báo tiếp nó thiếu chưa có phương thức constructor mặc định cho nó. Rồi tiếp tục ha, click vào on enter try constructor, chọn cái thằng đầu tiên ha, 45 số. Cho nên nãy mấy cái contest nè, rồi tên database nè, con trỏ cái version nữa. Rồi bây giờ mình tạo thêm hai cái hàm truy vấn thôi, cũng tương tự ha, nó nhấn là truy vấn không trả kết quả. Nãy làm rồi, cái đó bây giờ làm nhanh hơn một chút. Phạm vi public không trả về void query. Cái query data này nó chỉ là cái tên của function này ha, bạn hay đặt khác cũng được. Nhấn vào string SQL trong số chuỗi. Cho báo SQLite database bằng get right, có ghi vào hoặc là tạo hoặc thêm sửa sửa cho nó. Thực thi lệnh thì gọi database chấm sql truyền vào cái chuỗi sql truyền. Rồi function thứ hai là truy vấn có trả kết quả, phạm vi public kiểu là con trỏ nha, thì để là get data cũng cần truyền vào string SQL cũng khai báo SQLite database bằng get. Nhớ chỗ nãy là get run quick, nếu chỉ đọc không cũng đơn giản thôi, get quick able và có trả về gọi return. Thực thi trả ra cái gì, return thẳng luôn database.raw query truyền vào SQL thứ hai dễ nuôi. Rồi xong cái phần sạch. Rồi cũng tương tự như nãy ha. Giờ bây giờ mình qua bên main. Rồi class SQLite UDB luôn bằng new SQLite. Truyền vào bốn cái tham số khởi tạo của nó. Anh em mình đã đặt quản lý rồi, như cái quản lý rồi trong SQLite. Con trỏ thì luôn version 1. Rồi tiếp theo mình tạo cái bảng lên tạo bảng ha, gọi db chấm query ha. Mình nhớ là insert là tạo bảng array table if not exit. Rồi lưu ý chị xin nha, tên của các bạn. Bây giờ mình quản lý về hóa đơn chi tiêu hay gì đó, mua cái gì đó về ghi lại. Rồi một bảng quản lý chi tiêu đi. Cái đầu tiên mới vừa nãy mình có là ID đó ha. Rồi ID nè, kiểu số của nó integer, gán lòng khóa chính primary. Rồi key. Và đặc biệt ha, tự động tăng dần auto increment.
Anyhow, thì quản lý nhớ là việc mình mua cái gì đó, để đặt nó cái gì đó. Cái tên, nói chung mình mua cái gì đó để cái tên cái món đồ cái vấn đề đó vào, thì tên không thì Vasa. Rồi cái thứ hai là cái chi phí thì cần cái số thôi, Instagram. Rồi thêm cái thứ ba này là cái ghi chú gì đó, mình cần ghi chú thêm, ghi chú thì cần chuỗi thôi, ba cha. Rồi bốn cái là bản chi tiêu của ID, Instagram, Ricky, Outgoing, Raymond, tên và cha, chi phí Instagram, ghi chú và cha. Mình sẽ run thử. Rồi nó báo stop, xem coi nó báo cái gì. Gần ngay chỗ kia exit. À thiếu chi y. Đây exit. Đây dư chữ T ở đây. Rồi anh lại. Nè, báo ok à. Nó báo lỗi chỗ nào thì xem vô đó. Báo nguyên cái dòng lệnh nhà đó vào dòi ở chính tả rồi đó thôi. À, cũng xem lại ha. Chỉ như đó. Rồi, cũng thêm dữ liệu. Gọi DB. Query. Cũng insert này, viết hoa cho dễ nhìn. Into. Tên bảng của mình là chi tiêu. Nhớ chỗ nào viết hoa viết thường nha. Insert into. Tên bảng và value. Paste. Đầu tiên ID nó cũng không nhập để nuôi như nó. Tên là tên, chi phí rồi cái giá. Rồi chỉ cái chi phí của anh thôi. Thì tên. Nhiều mua điện thoại. Rồi giá như cho rồi 5 triệu. Tôi ghi chú. Nó ghi chú gì đó như điện thoại Samsung này. Rồi ra thử. Rồi, ok, không báo gì hết. Một dòng thôi được rồi. Rồi sau khi mình xong, Thảo cũng còn cỏ. Con đỏ của mình CT này chi tiêu đi bằng DB chấm mình cần lấy ra là ghép ghép để kêu biết sao rồi đã lấy ra mình không thấy rồi chuyển mục đích ha.
get data. Và đây nếu mình cũng lấy tất cả thì làm giống như nãy sẽ sao. Còn mà lưu ý khi nào mình select chỉ có một cột hai cột thì nhớ cái index của nó nha. Select sao from tên cái bảng của mình là bảng tiêu rồi, và cũng duyệt bằng y. Trong lúc cái con trỏ của mình là chấm mutunes còn duyệt được, rồi hay toss thêm một cái ha. Rồi con rõ chấm get mình lấy cái tên nha, tên thì get string index của nó số 1. Và nếu vừa run lên mà toss được cái này em để là huyền thoại nè. Ok rồi, nó có huyền thoại ha. Thì sau khi mà toss lên xong rồi, bây giờ mình đổ ra cái list view thì dữ liệu của mình có tên, có chi phí, có cái ghi chú, thì mình đổ ra ba cái dòng, mỗi dòng trên cái list view đó. Tên, chi phí và cái ghi chú. Nha, đổ xong rồi đi để đảm bảo dữ liệu mình có ok hết rồi. Giờ mình làm việc custom adapter. Thì bạn cứ custom adapter bình thường thôi. Tới chỗ này, thay vì hôm nay cái mảng add type, bây giờ add từ dữ liệu để vào như mảng chấm add những cái thuộc tính nào của cái constructor các bạn add vào. Rồi nhá, sau khi đã mở ra toss được ra dữ liệu rồi, bây giờ mình làm việc custom adapter 4 bước là hôm nay lâu quá làm rồi, còn nhớ không? Custom adapter rồi, việc đầu tiên ha, tạo một cái class. Rồi tạo class tên chi tiêu luôn ha. Thì do một chút mình nó thêm vào thì thêm vào có ba cái, nhưng chút làm thêm cho nó là cập nhật với xóa nữa, thì mình sẽ lấy luôn cái ID. Tại đó nó dựa vào ID, mình sẽ để xóa hoặc cập nhật, ID nó không trùng để cho chính xác dòng nào trong dữ liệu. Ra mình để cho nó bốn thuộc tính luôn ha. Public integer ID. Và cái thứ hai là tên string. Thứ ba là chi phí. Là integer. Thứ tư ghi chú chuỗi. Rồi, mình tạo constructor, click phải, chọn generate constructor. Thì mình chọn có 4 ha. Rồi, cái đầu tiên. Rồi, cái thứ hai mình tạo cho nó cái dòng layout. Click phải layout, layout rồi chọn file. Dòng chi tiêu. Rồi, root element. Đây mình cho nó thứ nhất là hiển thị ra cái tag. Để xem mình có tên, chi phí, cái giá. Đây. Đổ cho nó ba dọc bình thường đi. Tick view. Wrap and tag. ID. Tick view tên.
phí. Tech view của ba cái anh cho nó ba cái màu ha, tech color màu trên màu đỏ, có thể cho nó đậm một chút. Test style rồi chi phí cho nó màu xanh và ghi chú. Rồi, màu xanh này. Cắt xung quanh cái nữa cho đặt tên 10 chữ tên. Đây, xong cái dòng này nha. Cứ cho ba cái tag view được rồi. Tiếp theo cho nó cái adapter. Rồi, lấy chi tiêu adapter stand by adapter. Rồi, trước tiên bố công thức cho nó. Đây là mình tạo cho nó ba cái biến test này là kiểu in này là cần test. Rồi, thứ ba cái list kiểu nó tưởng chi tiêu. Array chi tiêu rồi sau đó hãy tạo một cái constructor cho nó luôn ha. Đây để các bạn get count thì return này cái array chẳng sai. Rồi tiếp after item cũng cái mảng get thì rồi trả y để get tiêu rồi đầu tiên à, khai báo client cluster mang cần test get system rồi cần test chấm client in cluster service cast về kiểu là in cluster. Rồi, ở đây mình tạo cái class luôn ha. Tập làm với thằng Builder. Mình chỉ có ba cái test view. TT tên. TT phí. TT ghi chú. Rồi, ở đây mình gọi view, sau đó cái view ha. Tên biến cho nó, vô row view bằng cái view tham số rồi gọi thằng view handler cho nó handler new view handler đó là mình kiểm tra cho nó cái ánh xạ thôi nếu cái thằng row view
bằng bằng luôn, phải tạo cái if gán row bằng if cluster trong if class layout kêu vào my layout. Rồi thứ hai luôn mình ấn xạ vô Wonder tìm tới TST tên bạn nó là view, rồi thông qua row view chấm by view by đi tag view tên. Rồi tương tự phí view check view phí. Rồi thứ ba ghi chú row view ghi chú rồi dòng cuối cùng ha, thì mình gọi thằng row view chấm setup truyền vào thằng under. Đó, cái trường hợp ngược lại đã được ánh sáng rồi thì mình gọi row view này bằng là under bằng row view chấm get tab và cast về kiểu view under cho nó chạy xong if else thì ra bắt đầu gán giá trị cho nó thôi. Gọi handler chấm đầu tiên là cái tên rồi set array chi tiêu chấm get y hoặc là position nó trả về ha, thuộc tính của mình là tên. Rồi tiếp theo handler chấm tst phí set cái mảng get thằng cây chấm chi phí. Rồi đi chú set tag từ cái mảng get thứ y chấm ghi chú cuối cùng ha, mình nhớ return thằng row view. Thì ở đây có cái ghi chú cái phần tên nó chi phí á, thì lưu ý một chút nó trả về kiểu in nha, chi phí trả kiểu in. Bạn thấy chi phí nãy nếu mình mua á thấy tiền chục tiền trăm tiền triệu gì đó đó, mình thứ nhất đây là em nó về kiểu chuỗi, thứ hai là định dạng luôn cái đơn vị tiền tệ cho nó luôn ha. Trước có mình định dạng lần nào chưa? Rồi giờ làm luôn nha. Thì khai báo thêm cái thằng decimal operator. Rồi khởi tạo new decimal operator. Đưa vào cái chuỗi nó. Như mình định dạng đây tới triệu luôn ha. Rồi hàng trăm triệu. Rồi ngay chỗ cái phí quét chọn nó rồi cách luôn ha, gọi decimal hoặc mát chấm hoặc mát đưa vào cái giá của mình. Rồi chi phí thì có thể cộng thêm cho nó chữ đồng sao rồi xong character ha. Trên luôn view under không ở phía trên thì nhớ cái chỗ get count nha, cái quan trọng á hay quên chỗ size nữa nha.